Tác phẩm Thương nhớ sông Đà. Tác giả nhà báo Hoàng Thủy. Giọng đọc Sơn Tùng. Hai năm đâu phải thời gian quá dài. Sao anh không chờ em quay trở lại? Khi ấy lúc tiễn em ra đi, ta đã hẹn nhau hai năm ngắn ngủi. Anh sẽ ở lại đây, sẽ chờ em. Và vì thế suốt 24 tháng qua em đau đớn quay về. Ngày em đi, dã quỳ vàng thấm củ lao cát ven sông Đà, em mang theo lòng những cánh hoa còn tươi hương nước. Thời gian thoi đưa, đâu đó trên những chặng đường em vẫn tin rằng anh còn ở đó. Và anh và sông Đà sẽ đón em trở lại. Giờ anh ở đâu? Khi Đà Giang trở thành hồ nước trải dài mãi. Nước sông này mang điện đi đâu? Mái nhà xưa vẫn lập lòe bóng đom đóm chẳng tỏ mặt người. Giờ anh ở đâu? Khi những cây cầu kỷ niệm không còn đưa em qua dòng Đà Giang. Giữa hồ nước mênh mông này, chỗ nào Lai Hà bé nhỏ của em? Giờ anh ở đâu? Khi giữa bến nước xưa thành công trường thủy điện, giữa ngổn ngang thị trấn mới em không tìm thấy những gương mặt quen. Giờ anh ở đâu? Bản Thái Mường Mô xinh đẹp không còn bóng dáng dấu yêu cũ. Câu chuyện bên bậc tình yêu chỉ là đi đâu vào lúc nào, vì chẳng mấy nữa rồi nơi đây cũng trở thành quá vãng. Em ngược Đà Giang tìm anh, mãi chẳng thấy dòng sông năm cũ. Anh không về đi, mai này sông thành hồ nước, anh biết đường nào về lại với em. Dòng sông dữ dội ngày nào, giờ đang khoác trên mình chiếc áo lặng lờ của nước hồ thủy điện. Người ta mong rằng khi thủy điện Lai Châu chặn dòng tích nước sẽ tạo nên hệ thống giao thông thủy theo cấp trên sông Đà. Nhưng em tiếc nhớ lắm những cây cầu yêu dấu xưa, giờ không còn nữa. Em nhớ lắm những vạt cúc quỳ bên sông, giờ đã chìm dưới dòng nước xanh. Em nhớ lắm những con đường nhỏ quanh quanh ven suối mà ta rất thích đi dạo, sẽ phải cùng bản rời đi nhường chỗ cho nước sông Đà. Anh vì tìm sông mà lên tận Bác Ma, Ca Lăng, nơi đó ở thượng nguồn có sông Đà thử không anh? Dòng sông nhớ trong tim, nhớ trong những ký ức dĩ vãng mà dằn lòng rồi em vẫn chẳng đánh đổi được vài mảnh ký ức để lấy niềm tin về dòng điện thắp sáng tương lai bản mình. Anh ơi, còn những ai sẽ thương nhớ sông Đà?